Cất chưa? Ôi, anh ơi, lương thực vơi rồi. Gì đấy? Lương thực, lương thực. Ây da, ghê gớm nhỉ. Tao đây, tao lại đây. Ui, trời ơi. Sang đây. Dạ mà nào. Ây da, ây da, ây da. Lưỡi bé quá. Bé quá, ra mất mấy con to ạ. Dạ hết mấy con to. Được mỗi con này to. Anh ơi, đi nấu cái lá chua. Không, bây giờ làm một cái để gác bếp để lấy. Cho vào đây này nữa. Thì bọn em đi đánh hơn nữa. Thao gác bếp. Đánh hai bữa nữa. Con này to cho mọi người, con này phải 1,5 cân. Hơn, hơn cân con này. Hơn cân. Con này, to, con này to dã man, phải quấn, phải quấn, nó phải quấn. Con nào quấn kịp thì mày là con. Trên này có đồ ăn rồi. Thì nữa anh em mình sẽ chế một cái lò gác bếp, phòng giữ những ngày kiểu thời tiết nó khắc nghiệt quá. Ai à, ai à? Đánh anh nhé. Mấy con chục con không? Em vừa phát đầu tiên được 6 con rồi. Mất à? Già mất mấy con to, cho con to là đứa nhỏ á. Cứ mấy con chục quá. Đại cà luôn. Nè. Đó. Đó. Đi lội lưới. Dã man luôn, đại cà luôn. Lên đây. Già mất mấy con đấy. Mùi dọc sống lưng lên anh ạ. À, ở đây sông có, rừng có, thức ăn rất là nhiều. À dạ. Cho 2, 4, 6, 7, 8, 10 con. Đau tay quá. Đúng chục con này. Tại dịch vụ làm già mất mấy con ạ. To lưới này nó nhỏ ra để nó bắt được cá to à. Con này may nó đóng thuyền. Nhưng mà nó mập nhỉ. Cá mập ngon ấy. Nó phải thế này. Cá béo thôi đừng có mập. Ăn mấy con cá gọi là ao tù thì không ăn thua. Đấy, con này lộn lưới ra. Con này trưa nay phải làm luôn này nhá. Con sẽ bỏ, bỏ ra. Con này bỏ đi. Còn mấy con kia mổ lưng xong rồi gác bếp rồi ạ. À, sau clip làm xong đầy đủ lều trại trước, anh em mình sẽ bắt đầu cuộc chiến sinh tồn nhé mọi người nhé. Sẽ không có những cái đồ dùng sẵn đâu. Hoặc là có thể mỗi đội sẽ chia ra làm hai đội. Có em thể em với Zivup là một đội. Ok luôn. Chờ chị. Mình với bao đệ sẽ làm một đội xem làm món ăn xem ai sẽ là kiếm được đồ ăn trước và ngon hơn. Tối anh em mình đi đâm cả lóc đi. Tôi biết xoài cả lóc. Tối mình xong không bắt mấy tổ ong nhà đủ nhá. Một đội. Ví dụ như một đội đồ làm đồ ở trên rừng, một đội làm đồ ở dưới sông, à dưới suối. Đấy, tức là cá này nhiều nhiều loại lắm. Dưới ong suối. Này. Cá này trên đồi thì có ong, rắn, rết, chuột, bọ đúng này. Đây. Dưới thì có ba ba này nhưng mà không bắt được thôi. Cua gì nữa nhỉ? Cua này, rồi tôm nhiều. Tép rất là nhiều. Không, đang nuôi ủng. Sẽ cho mỗi đội một vũ khí. Giả dụ ở dưới nước sẽ cho vũ khí là chải chẳng hạn. Lưới này là mượn tí nữa phải giả rồi. Đấy. Trên bờ thì có thể cao su thần trưởng hoặc là dao quắm. Dao quắm các kiểu. Đấy. Con này có bóc lắm. Cái gì con này á? Con mày gỡ cá kém thế nhỉ? Ui, lưới mượn. Có hai mắt thôi, đường nào con này cũng phải chịu. Một, hai mắt là đúng rồi. Cá này nhanh gọn sẽ ui giời. Được rồi đấy. Ôi nhìn như ông cụ mà vận cá. Ui. Được à, chục con em bây giờ sẽ đi làm lều nốt. Làm nốt cái lều này đã. Xong rồi có đánh cá tiếp không? Cái chân này. Chụp ảnh cho Hoàng Anh xem. Có đánh cá tiếp không? Có đánh cá tiếp không? Đánh cá tiếp. Mày vươn mình sẽ làm nốt lều. Còn đặt cho San sẽ đấy. Bây giờ Mao Đệ chuẩn bị thiết kế đấy, đánh ở đấy thì bây giờ lò phải đánh để, lò để đánh cỏ thôi. Cá nhỏ lò gác bếp cá. À, Mao Đệ đang thiết kế bếp để chuẩn bị nấu cơm nhá. Tí nữa sẽ gác làm một cái dàn ở trên này để gác cá. Còn mình thì đang thiết kế lại thiết kế nốt cái lều. Sẽ chống hết lên, xong rồi phủ bạt lên trên và quay xung quanh nữa để tối ngủ cho nó ngon giấc. Khu này sẽ là khu bếp. Khu này khu nghỉ. Khu kia là khu đánh cá. Đó, lại sang bên này à? Làm gì đấy? Hả? Chế nồi cơm. Vung cơm.
Đi dọc đường rơi mất vung rồi. À, đi dọc đường rơi mất vung nên là đang chế cái vung, lấy cái chảo đậy lên. Ôi sao nấu ít gạo thế, mấy bát đấy? Chả biết, không có bát múc. Nếu mà tí nước thiếu thì nấu cháo. Thêm trước rồi làm cháo. Thiếu đấy. Chúng con chơi rồi. Thôi thôi, nghe có vẻ không ok lắm này. Đây là cái dàn để gác cá nhá, nhưng mà bọn nó không biết làm. Tí nữa mình sẽ làm lại nhá. Tí nữa kê lại bếp này vào giữa đây này, hiểu không? Làm cái dàn cá ở trên này này. Các con rơi đã đi đánh cá về rồi nhá mọi người nhá. Đấy, tiếng xe máy kìa. Bọn nó đánh tít từ từ đằng kia kìa. Đấy, con Mao Đệ đang nấu cơm. Mình nghĩ là khả năng là nồi cơm này người hổ anh nhá. Khả năng là cái nồi cơm này khó nuốt à. Đang nạo khoai để cho vào nồi cơm khoai. Được không? Về lấy tải. Về lấy tải á? Được nhiều à? Hả? Được chục con cái, 5 con. Đi cháy cơm. Cháy rồi ấy. Chưa. Cháy ăn cơm cháy mới ngon. Ngon thì chưa cháy. Thấy chưa? Ui, không, cháy rồi, cháy ở dưới. Nhưng mà... Cháy ăn cơm cháy nó mới ngon. Nhưng mà chơi chưa chín. Chị bảo đổ nước vào đây, chứ đổ nước vào đây để cho nó nóng ở trên này, chị đi trên. Không, mày đổ nước gạo đây sao? Để đấy, để đấy. Mình cứ đổ nước. Đâu xem không. Nào. Nó không cháy được, nó phải ở đây để chín từ từ chứ. Mày xin là đổ nước vào đây để cho nó hát thôi, chứ để nó nóng thế này. Anh bảo là dưới bằng dạy bạc. Nấu cái nồi cơm không được. Gửi lên. Cái này nó tự bỏ bớt lửa đi. Xin là bằng dạy bạc. Lục đục nội bộ. Đấy, mọi người nhìn tay nghề của mình xem có ổn không. Đấy, bây giờ nhá, sẽ bắt đầu phủ bạt lên trên. Căng tấm bạt lên trên nhá, xong rồi sẽ răng kín đằng này, vòng một vòng. Đấy. Còn bây giờ thì buộc nốt chỗ này đã. Buộc nốt chỗ này, thế này là ok rồi nhá. Thoải mái, tí nó buộc ở giữa nữa thôi. Đấy, mình chống hết ở đằng kia rồi. Độ tầm 5-7 người đủ thoải mái đấy. Tí nữa lo lá keo xuống cho êm, xong rồi lấy cái vải ở bên kia để giải lên nữa. Bắt đầu làm mái cho quả lều của anh em mình nhá. Chải để bắt thêm cá nhé mọi người nhé. Mọi người biết bắt cá không? Đấy, từ anh đi vào. Bắt cá kiểu không phải quăng chải mà là kéo chải. Không biết. Đấy, bây giờ kéo lên. Mày kéo mẹ chỉ lên rồi.
xóm nó này nhiều lắm. Đấy, được con to này. Nó lọt. Thế thì mấy con lao vào chài này. Nghĩ lọt nó đây. Ôi, chài mới chật. Đi lên làm lều tiếp. Nồi cơm chín rồi nhé mọi người nhá. Nhưng mà hơi cháy tí cho xin mình cháy. Cháy ngon lắm. Rồi. Rồi, anh em mình sẽ chuẩn bị nấu canh cá với lá lùm đây nhá. Canh cá với lá lùm. Còn đây là bữa trưa này. Còn đây sẽ bắt đầu làm cái bếp ở đây để gác lên nhá. Gác lên. Đặt cho săn sáng xem đào chuột Dũng ơi. Đặt cho săn với lại Z-Bob đang đào chuột ở trên này nhá. Thôi đấy. Ngon luôn đấy. Làm con rắn này. Rắn bắt bếp. Thôi ông mình là xong hún. Đây, ui. Nhìn nó đùn này mọi người. Thấy chưa? Xem có một ngách hay mấy ngách. Đấy, bên ngách bên này không? Lao được chuột. Đi chặn đào chuột này. Nó hùn nhỉ. Nó để tìm ngay không? Nó để ra được tìm. Nó đi. Nó lắm. Em buồn nó hay chơi thì chiết ấy nhỉ. Đây ấy. Em chiết chiết là thỏ. Đấy, sang ngách đấy. Chiết được không? Cần gì? Thôi đừng có mở ra mà. Làm cho chanh con nha. Kéo lại một đàn đấy chứ. Làm một đôi con phải. Không đàn chuột lại ngon này nhỉ? 3-4 con. À, một mẹ một bố. Thế thôi, còn ăn về bên ngách mà. Chị kê cho chắc hơn. Cảm ơn có. Dễ sang cả chân bên kia. Ngủ thế. Mình là người có thời gian mà. Được rồi. Để mình tìm ngay á. Lấp cái đấy. Lấp vãi chủ. Đào thủng đấy rồi. Ừ đây. Đào mách bên đấy chứ. Cụt từng nó một cái gì ra đây. Nó lại chạy sang tít bên này thì có mà. Đi sang đấy cái này. Sang bên này ráo nhở. Chuột. Đào đào lên kia thấy nó phui phui chạy như gì á. Chạy gì đặt phê vào đấy bên này á. Bây giờ đổ nước vào. Ui, bắt đầu không to đấy. Một lại hai ngay cả một con chó chưa vừa. Chó con này cầy chi tiết. Chị đâu lại là con bạc má. Chưa thấy ngách nó đâu thì đào hết hàng rồi, chỗ này hết hàng. À, hết. Trong thông ống à. Này, rũ tìm cái này. Ừ. Hàng đó này. Đang nghi vấn là một con gì đấy rất là to. Chuột làm gì đào hàng to này. Ở đây. Ai à? Ngách đấy á? Đi góp đào từ bên đấy sao? Không, ngách, nếu mà ngách đấy lấy nước. À, khói. Hun khói, đào nào sang đấy được. Mà thủ ngay vét vét chỗ này để hun khói. Hun từ bên này chứ. Hun từ bên này này. Bên đấy cao hơn. Bên cao hơn. Hun thôi, xem khói nó ra đằng nào. Nó lấy 3 rác ấy. Đầy rác rồi.
Linh vừa lấy nhét rác bịt ngách đấy lại. Ủa. Sao thấy khói ra được? Cứ bịt đi. Thế thì đạp chân vào. Thôi đừng, em bịt như thế thì chỉ có... Chị đứng này, chị đạp chân. Đạp chân vào. Chứ bịt như thế thì... Đừng có nhảy nhé. Nó không cắn xuyên đâu phải đó. Không, cứ cửa nó bịt khói, hít khói. Làm một chi tiết đấy, ngon. Hang này chắc là nó ở tuyến đường này đấy. Phính nhỉ. Chị ra đấy. Chị ra vào. Cái củi á. Lấy lòng bong được, lòng bong càng dễ cháy. Đấy, nhắm. Đừng kia thôi. Đốt từ từ vài lắm rồi. Con sang chỗ Linh bông vồ đi. Nó sang chỗ có một chút. Nó có đầu có một chút luôn. Ừ, chỗ. Đường Dũng nhè nhè đập, ta nhắm mắt đập mà. Chỗ tao chỗ. Rồi, một ngách đây này. Ấy. Gì chuẩn bị vồ. Cần gì phải bịt. Hình như sang mỗi ngách đấy, không sang ngách máu đệ đâu. Ngách máu đệ thì khói sang rồi đấy. Này. Cháu ngách cũng kiểu còi nó chạy sang đây, tiếp tục đấy sang đấy. Ngách này nó đang vòng thế này mà. Thì người ta ngã tí là phải bẫy di trần đấy. Thế nào? Chú có làm cái lỗ thử không ấy? Lỗ khói vào không? Ai? Nghe cựa cựa đấy hả? Mà con hun này mà bây giờ nó lại ở ngách bên kia để cửa. Tưởng nhất đi về em đào nó để sang cửa ngách. Cửa hổ phát vào đầu hổ vàng. Ui sắc thế. Mổ hổ vàng. Sao bóp nhé. Đúng. À, tê chú gái. Tê chạy đi đâu? Rồi. Tê đi xem ruồi nhà nó bông cá nhá. Có để khói à? Mật phục ghê. Đào đi mình ngửi có thời gian. Chết mệt đấy. Không xuống ăn cá rồi. Chuột không có dụng cụ vế này khó lắm. Này đáng lẽ phải mang con chó đi cho nó ngửi ấy, xem nó đi ngách nào. Bắn còi mà mang được. Ra ngửi. Thật ra nó không biết ngửi à? Thế tổ nó ở đây rồi. Đặt cái gì? Tối mà đặt bẫy. Bẫy giờ nữa anh đặt được. Dạ. Thế nào có mất trời bắt nào. Tôi
để lại sức mà lúc rồi còn nhớ cái bẫy mà sạc tí mà ăn cơm quên mẹ mất rồi. Những cỏ cây đâu mà trời đặt u mà sang bên ngách bên nhà đặt cỏ chưa này vào thế đi mà đi kiểu cái cây đấy đi. Cái chê á, cây chê nó bật khỏe khỏe như làm nó. Chê làm cái gì? Cây keo non này cảm giống Phật hết. Cỏ. Thôi, tha cho nó. Tôi ăn cá thôi. Nhưng mà em... Phật. Lên. Là dàn hong cá của anh em mình nhá. Nuôi gì đấy? Cá. Không. Nuôi trên để nó đi nó xuống. À. Ừ. Thức ăn thừa là sẽ cho hết lên đây. Anh mổ đôi nhá. Không phải mổ. Không chín được đâu. Không chín được đúng không? Một ngày em chín thì 2 ngày chín. Cái này là thức ăn dự trữ để cho nó khô. Nó cao quá. Khói thì lại lên hết từng kia. Để đây thì có nhộng ăn mới ngon. Nhộng là nhộng thế nào? Nhộng ăn ngậy lắm ấy. Làm chết. Con nhộng nó ăn nhiều. Tí nó cắm hết cành lá ở xung quanh này. Cho nó bốc thẳng lên. Không có gió là bốc thẳng. Ôi trứng này. Trứng cho vào canh. Trứng cho vào canh. Tí nữa. Đây. À, đây là dàn cá gọi là lương thực dự trữ của anh em mình nhá. Còn lều thì tí nữa mình sẽ cắt cây phân xanh rồi với lại những cây lá để lợp xuống xong rồi sẽ phủ bạt lên trên. Còn cái này thì là lương thực dự trữ. Ở dưới kia thì đặt cho săn đang làm món cá canh cá với lá lồm nhá. Dán mấy con, 3 con nhá. Nói lệch lệch chữ tí là nhầm đấy. Dán 2 con thôi. Dán 3 con đi. Đấy. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. À, đây là lương thực dự trữ của anh em mình. Đây để sống được 3 ngày. Sống ở ngoài này thoải mái mà. Đấy. Khói nó lên cứ hong lúc nào khô thì kệ nó nhá. Đến giờ anh em mình ăn trưa rồi nhá mọi người nhá. À đâu? Bây giờ chắc là... mấy giờ rồi? 2 giờ rồi. 1 rưỡi rồi. 1 rưỡi rồi. Đây là món cá rán. Còn trên này là lương thực dự trữ thì cứ để đây nhá mọi người nhá. Ném ít cây vào cho nó khói ung củ tỏi lên. Đấy. Cho nó khói lên thì thứ nhất là ruồi nó không đậu, mà thứ hai là để cho cá nó chín khói. Đấy. Em đừng đi. Ta này tống nhiều là lá vào đấy. Thôi chứ nó cứ. Ôi, thấy chưa? Mọi người nhìn thấy chưa? Ở dưới đang đánh cá như thế. Cá này để có cái bơi nhựa mới lên đây. Hả? Trộm cá trộm ít thôi nhá. Bơi nhựa. Thôi. Đợi nhà bơi nhựa. Hai. Rồi. Chúng ta đây, lên đây. À, đây là món cá canh chua nấu lá lồm nhá mọi người nhá. Còn đây món cá rán. Trưa nay anh em mình sẽ ăn bằng gọi là sống bằng cá. Đấy, còn chiều nay sẽ kiếm món khác. Cước câu ấy. Đấy, lên đây tao đây. Em tao đây đi không? Có món gì ấy? Đi luôn không? Gì vậy? Có món gì cơ? Mì tôm à? Gì? Bánh mì. Ôi giời. Ê, lại lòng cóng nhỉ? Cơm rồi. Rồi đấy. Làm cá đấy. Nó cho cốc rượu đây cả. Anh ngủ sập em ấy. Mùi gọn lại. Chặt chén rượu ra cốc mà uống chén này còn dễ đổ. Ui, nhai bánh mì đấy mọi người nhá. Đây là quả lều của anh em mình đấy. 2, 4, 6 người ngồi thoải mái nhá. Tí nữa mình còn là 7 người. Bắt đầu ăn xong thì anh em mình sẽ bắt đầu cải tạo lại cái lều này để có thể ngủ được nhá. Cho tao cái cốc ấy. Nào, uống đây. Uống xong rồi. À, công tác chống dịch của anh em ngày đầu tiên bắt đầu. Trốn hết dịch, trốn hết ra đồi rồi. Làng mình đầy rồi. Làng gò khống ra hết đồi rồi. Đây, đồ ít đây. Một cái để làm múc canh. Mời tất cả mọi người nhá. Rượu.
Đây, cá này. Bỏ ra cái mẹ, từ lúc ở dưới thì không xuống dưới. Nó đã xuống dưới đâu. Đây là món cơm của Mao Đệ với lại... Bông. Linh Tiểu Thư. Anh ơi. Đấy, cơm gì đấy? Cơm khoai. Cá rừng chua ngon lắm. Cá rừng chua ngon lắm. Mao Đệ lót dạ ngay một cốc cơm à. Đây, món mình kết nhất là món cá rán này. Em thích cơm nhất món này. Món canh chua thì canh chua nấu lá rừng. Nhìn nó không được đẹp mắt cho lắm, nhưng mà ở ngoài đồi này thế là ngon lắm rồi mọi người. Wow. Con này cơ. Sau clip này kết thúc là anh em mình sẽ làm nốt cái lều này, xong bắt đầu chiều clip sau anh em mình sẽ bắt đầu cuộc chiến sinh tồn nhá mọi người nhá. Đó, ở ngoài này mọi người thấy chưa? Trên là rừng. Nhỉ? Trên là rừng. Dưới là biển, à đâu, dưới là sông. Rồi mình phải lên chén cùng anh em đấy, từ sáng đói lắm rồi mọi người ạ. À đấy, cha thêm củi vào đây, tắt là ruồi nó bâu lên trên đây nhá. Ruồi nó bâu là không ổn đâu. Mọi người thấy quả thong cá của anh em mình như nào? Đấy. Ui. Lôi lên cái đợt, cái đợt. Không đẹp đấy. Lôi cái đợt nó bùng đấy. Nó lá keo nó nhiều kia nhỉ? Nhiều lá khô. Nó lá keo nó như nó nhiều dầu nhỉ? Chả thế cháy rừng mới cháy ác. Ui. Chỉ cần khói thôi lửa nó. Lửa là hơi thừa thãi. Thôi được. Bây giờ phải lật ra. Đấy. À, cá như thế này nhá. Nó sẽ chín ở trong với lại đấy, xong chỉ cần bóc cái vỏ bóc cái vảy này ra là chén thôi. Đấy. Nó vẫn rất là ngon nha, riêng cá mà hong như kiểu này ạ.